Xin chào các bác. Hôm nay em tiếp tục bán cái kiếm Tiên Vũ rừng Quảng Bình. Đây giới thiệu qua đây là kiếm Tiên Vũ Quảng Bình. Đấy. Cây nó đẹp lắm. Cây Tiên Vũ Quảng Bình này thì nó khác với cây kiếm Tiên Vũ của những cái mạn Campuchia hay Tây Linh. Là Tiên Vũ Quảng Bình nó màu xanh hơn. Xanh đậm đấy các bạn, nó có đặc điểm rất là dễ nhận ra là xanh đậm. Các bác có thấy cái cây cây kiếm xanh Huế, cây kiếm xanh Huế lá xanh đen luôn. Đấy, ở những cái vùng Quảng Bình với Huế nó như thế. Cái bản lá cây kiếm nó không to lắm nhưng mà lá nó xanh đen, đậm. Và nó có những cái gân gân. Đấy. Cây xanh Huế nó bắt nguồn từ những cây rừng như này ra và là người ta gọi trúng số. Em bán với giá Tiên Vũ rừng Quảng Bình là 120 một cân. Cây em đã được thuần dưỡng ổn định và cây phát triển ok lắm rồi. Thì các bạn giờ các bác về thì nó sẽ không bị mất lá chân hay là rụng lá nữa, tại vì nhà em nó rụng hết rồi. Em bán với giá 120 một cân. Còn cây kiếm lô hội thì em vẫn bán là 35.000 một cân. À đây có một chậu lô hội đẹp này. Chậu này nguyên bản luôn các bạn. Chậu nguyên bản này 100.000 mà bản lá ngắn đẹp này. Đấy chưa ra hoa. Ngắn nó cao được có 30 phân các bạn. Nhìn mê lắm. Giò lô hội này em bán là 100.000. Đấy 100.000 giò này. Còn đấy toàn bộ Tiên Vũ rừng Quảng Bình của em ở đây hết các bạn. Cây đang phát triển rất là ổn định rồi. Đây. Những cây chết thì em đã, những cây mà em trồng nó chết thì nó đã chết hết rồi. Sống thì nó vẫn cứ sống thôi. Đấy. Đấy là kiếm Tiên Vũ. Cái này em bón thêm phân chùn quế, phân tan chậm vào là nó phát triển nhanh lắm. Còn hai là trên kia có mấy giò Vanda này. Đấy các bác lấy cả hai giò Vanda này mà ở gần em gửi xe cho, có 100.000 hai giò. Đấy tha hồ chơi. 100.000 hai giò Vanda. À đây có một mấy khóm hương vali này, có là mua em bán 100 nhé. Đấy 100 là được cả khóm hương vali này. Đấy nguyên bản luôn, nó hình cái cành nhỏ nhỏ ấy. Đấy hương vali. Còn bên này, bên này của em là những cái giò cáo. Đấy, cáo hoa ấy. Giá chỉ có 50.000 một giò các bạn, đang có hoa. Đấy, có nhiều cây đẹp lắm, dễ nó ra rồi. Giá chỉ 50.000 một giò các bạn. Đấy là cáo. Còn bên này là vũ lữ vàng chanh. Vũ lữ vàng chanh em bán đây 70.000 một khóm. 70.000 khóm vàng chanh các bạn. Thuê em có một chậu phan chí 5 triệu này. Mẹ con này, mẹ hai con luôn. Đấy, chậu phan chí 5 triệu, mẹ hai con. Còn bên này là cây cánh bầu lưỡi hồng, 700 một chậu, à 700 một thân các bác nhá. Nó đang có hoa. Đang hoa ở mấy cây kia. Đây, những cây này rất là đẹp, dễ chăm này. Cây này trồng thì không, các bác không phải lo phải chết cả. Kiểu gì nó cũng lên. Vỏ lạc hun thì em vẫn bán 10.000, à vỏ lạc cũng 10.000 nhé. Còn đây là vỏ lạc hun này có này. Vỏ lạc hun em bán là 200 một bao này, bao đầy này. Bao lưng lưng này. Đấy. Một bao này tầm 7-8 cân các bác thao hồ mà trồng. Đấy là vỏ lạc hun. Vỏ lạc hun. Còn kiếm thì hôm nay em vẫn có kiếm vàng cánh bầu Hải Phòng. Vàng cánh bầu Hải Phòng ấy vẫn bán là 350 một thân. Và một mẹ một con là 400. Đấy là vàng cánh bầu Hải Phòng. Còn đây là kiếm Tuyết Vân hay là vàng cánh cong. Vàng cánh cong này thì em bán là 450 một thân. Còn kiếm trắng Tuyết Ngọc thì em bán là 600 một thân. Một mẹ một con là 700. Đấy kiếm Tuyết Ngọc. Còn bên này là trầm trắng này. Ôi trầm trắng này còn 4 bảng này không được đẹp lắm. Bác nào lấy em lấy 250. Đấy 4 bảng 250 các bác nhé. Đấy, còn bốn bảng không được đẹp lắm, trầm trắng tinh, còn nguyên thân để các bác ươm kỳ luôn này. Đấy bốn bảng này 250, cả lô bốn bảng. Đấy, kiếm thì nhà em có rất nhiều loại, còn đây là xanh thái, xanh thái 600 một mẹ một con. Đấy, xanh thái 600 một mẹ một con. Còn bên này là semi watt trăng lích này 600 một chậu. Đấy watt trăng lích này 600 một chậu. Còn đây là semi dêm thì em bán 700 một chậu. Đấy, semi dêm cây đang phát triển rất tốt. À, đây có cả một chậu hoàng thảo long nhãn đấy.
chậu này là các bác mua thì em nhổ ra 50.000 một khóm này. Không có bác mua khóm kiếm này 100 là có cả long nhãn luôn này. Đấy. Kiếm nguyên bản này 100.000 mà có luôn cả long nhãn luôn. Đây long nhãn đang phát triển rất mạnh. Còn đây là cây, đây là cây cũng là cây cánh bầu lưỡi hồng. Cây lưỡi hồng. Cây semi lưỡi hồng. Cái này em lấy từ bên Thái về nhưng mà một số nó một số do vận chuyển nó chết. Em phải chấp nhận các bạn. Cát thì em bán 120 nhá, cát thì em nhiều. Đấy, còn bên này là hoàng nhạn 120. Đấy, còn bên này là bên này cát đây. Cát này tí em trồng. Tí em gỡ ra em trồng hết lại. Hôm nay em bắt đầu trồng cái kiếm tiên vũ của Thái này. Tiên vũ của Thái 120.000 là được một khóm top tướng này. Đấy. Các bác có thể chơi tiên vũ rừng Việt Nam hoặc chơi tiên vũ rừng Thái cũng được. Đây, đây là tiên vũ của Thái gieo hạt này. Hoa nó chắc chắn là đẹp hơn hoa tiên vũ Việt. Đấy. Còn bên này là trầm Ken Barbie 70.000 một chậu này. Phi điệp gieo hạt em bán 70.000 một chậu. Đấy, phi điệp gieo hạt. Còn đây nữ hoàng tuyết này cũng 70.000 này. Đấy, còn đây là siêu trầm cũng 70.000. Em bán đồng giá 70.000 cho dễ. Đây là năm cánh trắng họng hồng, cái này cũng 70.000. Đấy, mấy cái loại ở đây hạt hạ xuống sàn này cứ 70.000 một chậu các bác nhá. Đây có phi điệp vàng này. Ở đây có bảng trầm trắng này 100, bảng đẹp thế. Trầm trắng này 100, bảng đẹp quá. Còn bên này là kiếm, kỳ, kỳ phi điệp Bắc Cạn. Đây em có lô kỳ phi điệp Bắc Cạn này, 20 kỳ này. Bác nào lấy em lấy là 200.000 này, cả lô này. Đấy, thân to này, lá đẹp này các bác ạ. Sướng thật đấy, kỳ phi điệp Bắc Cạn. Còn đen rô lắng bò vàng hoa thế này này. Đen rô lắng bò vàng em bán với giá là 65.000 một chậu. Đấy, đen rô lắng bò vàng đấy. Còn bên này là kiếm phan trí. Phan trí rau hạt này em bán là 80.000 một cốc. Còn xanh Huế ở trong kia là 80.000. Đây, cây đẹp lắm các bạn này. Phan trí rau hạt xanh Huế. Đấy, tiên vũ Thái của em đây. Bữa ra trồng. Còn bên này là hoàng nhạn này. Hoàng nhạn 120. Bên này là vàng thơm Lào này. Vàng thơm Lào 600 một thân. Thân đẹp lắm các bạn. Đây, hoa đây này. Hoa vừa mới nở này. Cho các bác xem hoa, hoa đẹp lắm. Đây này, đấy vàng thơm Lào đấy. Đấy, nhìn nó mới lở, nhìn chất thật đấy. Cái này là mới chưa bị chuột ăn mất cái ấy, còn để lại mỗi bông hoa. Đấy, cái thân đang hoa này bác nào mua là em bán 500. Thân này, thân đang hoa này nó hơi xấu đây. Đấy, nó cũng dập gãy bởi hàng rừng này, nó dập gãy này. 500 thôi các bác. Đấy. Còn mẹ con to đây, mẹ con này củ nó bông má tròn vo này, 600. Đấy, chơi thân thủ tuyệt đối là em thấy ok. Đấy, còn bên này. Bên này là cây vàng Thái. Vàng Thái hôm trước nở hoa nhẹ cũng đẹp. Vàng Thái 1 triệu. Còn bên này đây, đỉnh vàng Thái 1 triệu này. Đấy, cái cây kiếm này nó mà trồng với bột dừa là nó hay bị thế này các bạn. Nó không ra được dễ. Nên em ít sử dụng bột dừa, sử dụng rêu sâu thôi. Đây, cây cánh bầu lưỡi hồng hoa nó đây các bạn này. Đấy, hoa mê không các bác? Nhìn cực chất luôn. Lưỡi này còn hồng nữa chứ. Đây. Đấy, lưỡi hồng nữa. Hồng nhẹ nhàng. Đấy, chất thật. Cái này em bán đấy, em bán là 700 một thân đấy các bạn. Lấy là em bán là 700 một thân. Còn đây là Firestar. Firestar đây 1 triệu, cái này đẻ nhanh thật. Đây vừa mồm nọm giờ đã đẻ mầm rồi. Mỗi tội cây này lá nó xấu, toàn bị gãy đấy. Đấy. Đấy, vàng thơm Lào đấy. Đuôi cáo thì em vẫn bán là 50.000 một chậu các bác nhá. Đấy, đuôi cáo 50.000 một chậu. Đấy, trầm rồng đỏ hàng 2 thân thì em bán là 200. 2 thân 200. Đây này là đùi gà. Đùi gà em bán là 400 trò này. Đấy, giò nguyên bản luôn.
Còn đây là đen rô da da, da da thì có 50.000 một chậu. Đấy, bò vàng 65.000. Bên này là hạt vĩ trắng, em bán là 250. Đấy, vĩ trắng em cứ treo đấy, nó phát triển. Còn các loại vật tư hoa lan thì các loại vật tư hoa lan là gồm có lưới nhật này, lưới nhật 180 một tấm này, đồ ngâm rượu có tam thất này, tam thất bắc này, loại 4 củ một lạng là 1.1 triệu, loại 6 củ một lạng là 900, loại 7 củ một lạng là 800. Đây là giảo cổ lam. Đây em còn có cả cà gai leo này. Đấy, cà gai leo 100 một cân. Cà gai leo này mới xạ đen. Xạ đen ở bao kia nhưng mà chưa mở ra. Xạ đen 100 một cân. À đâu, xạ đen 80.000. Đấy, còn bên này là ngọc cẩu khô 200, đẳng sâm 300, đinh năng 450, à đinh năng 400, chú hột rừng lột vỏ 100, chú hột rừng do tự tay em làm thơm ngon. Đấy, hà thủ ô là 200 một cân khô. Đấy, túi này 5 lạng này, hà thủ ô. Đây các loại hùng nguyễn này, kẹp kỳ này. Em có cả kích chi pro của Mỹ nhé, các loại khó ra kỳ, các bác cứ chấm cái này vào là ra kỳ. Đấy, và các loại chậu nhựa vỏ thông. Rồi em quảng các bác.